Sau trận thua 0-2 trước đội tuyển nữ Bồ Đào Nha vào tối qua, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung ngay lập tức quay trở lại sân tập để khắc phục những điểm còn sai sót và chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển nữ Hà Lan vào ngày 1 tháng 8. Do phải di chuyển từ Hamilton về Auckland nên thay vì buổi tập sáng như thường lệ sau mỗi trận đấu, ban huấn luyện sắp xếp cho toàn đội tập luyện vào chiều tối. Việc liên tục tập trong khung giờ này cũng sẽ phần nào giúp các cầu thủ thích nghi tốt hơn với thời tiết lạnh vào buổi tối tại New Zealand. Hậu vệ Hoàng Thị Loan chia sẻ. Trước khi kết thúc trận đấu thì bản thân Loan cảm thấy rất là buồn vì mặc dù mình thi đấu rất là tốt rồi nhưng mà vài tình huống thua không đáng để thua. Bầu không khí của toàn đội Loan nghĩ là không được vui như trận của Mỹ. Mặc dù thi đấu hết mình rồi nhưng mà còn cái về đấu pháp thì toàn đội cũng chưa thể tuân thủ đấu pháp của huấn luyện viên trưởng. Trận đấu gặp Bồ Đào Nha thì Loan nghĩ đồng đội rất là khao khát có một bàn thắng, thế nên là toàn đội rất là nóng vội, tấn công họ rất là sớm, đẩy cái rất là cao, vì thế có rất là nhiều lỗ hổng để họ phản công. Và khi họ phản công thì cá nhân cũng như là toàn đội của đội Bồ rất là khỏe và nhanh, thế là hàng hậu vệ của mình không thể nào chống được, vì thế thua rất là đáng tiếc. Mặc dù đội tuyển nữ Việt Nam đã không còn cơ hội đi tiếp, nhưng hậu vệ sinh năm 1995 khẳng định toàn đội sẽ nỗ lực hết mình để có kết quả tốt trước đội tuyển Hà Lan. Còn trận cuối gặp Hà Lan thì bản thân Loan cũng như đồng đội trước khi vào giải thì cái tinh thần của toàn đội cũng rất là đoàn kết, luôn luôn có một cái tinh thần chiến đấu. Và Loan nghĩ gặp trận Hà Lan thì Loan và toàn đội cũng sẽ thi đấu hết mình để đạt được kết quả tốt nhất. Loan nghĩ ban huấn luyện cũng sẽ ra một cái đội hình tốt nhất để thi đấu, để có một cái kết quả tốt nhất.